Đây là xe con thỏ và xung quanh là nhiều cây cối là tùm hết trơn ha. Thì mình sẽ tô và hướng dẫn mình tô bức tranh này ha. Đầu tiên mình sẽ tô là màu xanh cây, mình tô xanh đậm chút. Mình sẽ tô chơi điệu nha. Cứ tơ giống mình luyện nha. Thì mình sẽ tô cho nó đều màu và đậm màu, không để bị lem ha. Cái khùng với cái khùng thế em tối hay không. Người ta đi giống mình vậy nha. Chết hẻm tối rồi. Này nó có hình mẫu là mình tô cũng hơi khó. Thế hè mình cho bà xin lợn. Chán dữ. Tiếp theo mình tô bên đây nha. Một mã xanh lợt xanh mơ gì nè. Cảm ơn các bạn.
Đó, tiếp theo mình sẽ tô bên đây. Còn một buổi bên đây nữa. Tiếp theo mình tô chiếc xe nha, kim màu hồng. Đó, tô màu hồng cho toàn bộ cái hình tròn trong lỗ tai. Tiếp theo tôi má hồng cho con thỏ. Điện tôi mở bánh nha, bánh xem tôi mà học nha. Mình đã tô sắp xong rồi ha. Đó, khóa mạ cho nó nha. Đó, mình đã tô xong. Đây chính là thành phẩm bức tranh của mình nha. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye.